Bạch Thế Tôn, thế nào là Đại Bồ Tát tu xả bậc cực hỷ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả bậc đi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tọa, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tọa, bậc pháp vân, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện, đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có bậc cực hỷ, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa, nếu nghĩ có bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả bậc cực hỷ cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bậc đi cấu cho đến bậc pháp vân cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả năm loại mắt cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả sáu phép thần thông cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa phật dạy này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa nếu nghĩ có năm loại mắt có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa nếu nghĩ có sáu phép thần thông có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả năm loại mắt cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả sáu phép thần thông cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát tu xả mười lực phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có mười lực Phật, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, mười tám pháp Phật bất cộng, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa vì vậy này thiện hiện nếu đại bồ tát tu xả mười lực phật cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa tu xả bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát, tu xả Đại Từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả Đại Bi, Đại Hỷ, Đại Xả, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa. Phật dạy, này thiện hiện Đại Bồ Tát, khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nếu nghĩ có Đại Từ, có xả sự tu này, thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Nếu nghĩ có đại bi, đại hỷ, đại xả, có xả sự tu này thì chẳng phải tu bát nhã ba la mật đa. Vì sao? Này thiện hiện, vì chẳng phải có tưởng có thể tu bát nhã ba la mật đa. Vì vậy, này thiện hiện, nếu đại bồ tát tu xả đại từ, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa, tu xả đại bi, đại hỷ, đại xả, cũng xả sự tu này là tu bát nhã ba la mật đa.